Kính thưa quý khán giả, một trong những dấu ấn canh tân trong những tháng ngày cuối cùng nắm quyền chấp chính của vua Bạo Đại đó là việc quyết định chọn tên danh nhân Việt đặt tên cho đường phố để thay tên người Pháp. Bạo Đại là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, vua có nhiều điểm khác biệt so với vua tiền nhiệm. Trên thực tế, Bạo Đại ngồi trên ngai vàng rất ít, thời gian dành cho công việc triều chính không nhiều, hầu như không có thực quyền, mọi quyền hành đều nằm trong tay chính phủ bảo hộ Pháp. Bạo Đại cầm quyền trong giai đoạn lịch sử cận đại phức tạp, khi đất nước đã không còn quyền độc lập tự chủ, vốn được đào tạo từ nhỏ ở Pháp. Khi bắt đầu chấp chính, ông đã ấp ủ mang nhiều điều mới mẻ từ phương Tây về canh tân đất nước. Nhưng những việc làm này của vị vua cuối cùng vấp phải không ít trở ngại từ phía chính quyền bảo hộ Pháp và ngay trong nội bộ triều đình An Nam. Trong cuốn Bạo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam, Daniel Cong Clément cho biết, Bạo Đại sau mấy tháng cầm quyền đã có những hành động phản kháng, mặc dù những chính sách canh tân mà ông thực hiện từ năm 1932 khi chính thức nắm quyền chấp chính triều đình có thể chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn, thậm chí còn được cho là có bàn tay sắp đặt của người Pháp, nhưng ít nhiều đã mang đến một làn gió mới, làm thay đổi ít nhiều sự tù túng lạc hậu của một triều đình phong kiến đang đến hồi suy vong. Trong thời gian trị vì, Bạo Đại đã xóa bỏ các nghi thức hủ tục trong triều, cải tổ nội các và các bộ, thay thế các quan lại bảo thủ bằng các học giả theo trường phái tân tiến, thay thế hệ thống văn bản hành chính cũ viết bằng chữ Hán Nôm với hệ thống văn bản kiểu mới viết bằng chữ Quốc ngữ. Những ngày tháng cuối cùng nắm quyền chấp chính, Bạo Đại đã quyết định lựa chọn tên các danh nhân Việt Nam thay cho tên người Pháp ở các đô thị Việt Nam. Châu bản triều Nguyễn có ghi lại ngày 19 tháng 6 năm 1945, vua Bạo Đại đã chuẩn y đề nghị của Bộ Nội vụ về việc đổi tên đường và vườn hoa thành phố Thuận Hóa. Châu bản này viết rằng, dưới chế độ Pháp, phần nhiều các đại lộ, tiểu lộ hoặc công viên các thị xã, tỉnh lỵ đã do toàn quyền dùng tên người Pháp mà đặt tên. Bộ chúng tôi phục xét những tên ấy không hợp thời nữa, cần phải bỏ ngay, nên đã thông tư các thủ hiến tỉnh, đạo và các đốc lý, các thành phố lựa chọn tên danh nhân Việt Nam thay tên người Pháp. Nay tiếp đốc lý thành phố Thuận Hóa trình rằng quý chức ấy đã nhóm hội đồng để bàn định về việc ấy và đệ trình bản kể tên những danh nhân Việt như sau này, xin dùng để đặt tên đường, cầu và vườn hoa thành phố Thuận Hóa thay cho tên người Pháp. Bộ thần tôi phụng xét thấy những tên kể trên lựa chọn đã được thỏa đáng và trình hội đồng nội các ý hiệp. Một bảng kê chi tiết 40 đường, cầu, vườn hoa, bờ sông ở Hữu Ngạn và Tả Ngạn thành phố được đưa ra. Một bên là tên cũ người Pháp, một bên là tên mới danh nhân Việt như Quy Pôn Bẹc đổi thành đường Trần Hưng Đạn, Quy Senior đổi thành Lý Thường Kiệt, Quy Đu Đạc La Khê đổi thành đường Trần Thúc Nhẫn, Quy Khi Vè đổi thành đường Lê Thánh Tôn, Kè Phó Con đổi thành phố Phan Chu Trinh, Quy Francis Garnier đổi thành đường Hoàng Hóa Thám. Một số tên đường vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay như đường Trần Hưng Đạo, Trần Thúc Nhẫn, Lý Thường Kiệt, Hoàng Hóa Thám, vân vân. Tư liệu cũng ghi lại, vua đã chuẩn y đề nghị của Bộ Nội vụ xin đổi lại đại lộ, tiểu lộ hoặc công viên ở thị xã Đà Nẵng. Theo đó, 17 đường và một công viên được đổi tên người Pháp thành danh nhân Việt, chỉ có tên bác sĩ Pasteur được giữ nguyên. Vua cũng đã chuẩn y đề nghị của Bộ Nội vụ đổi tên 48 đường và chỉ giữ lại hai tên đường là Jacques và Pasteur tại tỉnh Quảng Nam. Với các quyết định này, vua Bạo Đại không chỉ chấm dứt một thời gian dài nhiều thập kỷ các tên phố phải được thông qua bằng nghị định toàn quyền Đông Dương, cũng như việc sử dụng tên đường để mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Điều này ít nhiều cho thấy lòng tự trọng, tự tôn dân tộc của nhà vua. Những quyết định trên vừa mới ban hành được một thời gian ngắn thì cách mạng tháng 8 nổ ra, lịch sử đất nước bước sang trang mới, Bạo Đại thoái vị, trao quyền lại cho chính quyền cách mạng.